Nghe nhiều người dân vùng quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xôn xao về biệt tài kỳ lạ của một người đàn ông có khả năng miễn nhiễm điện, chúng tôi đã vượt quãng đường hơn 100 km từ thành phố Vinh, Nghệ An về vùng quê nơi đây để diện kiến người đặc biệt này. Đó là anh Hoàng Ngọc Hùng, sinh năm 1980, trú tại xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, có một khả năng kỳ lạ là miễn nhiễm với điện lưới 220V. Bằng tay trần, anh có thể cầm vào nguồn điện một cách bình thường, thậm chí anh Hùng có thể ngậm cả nguồn điện 220V vào miệng mà không hề bị điện giật. Theo đó, cách đây 5 năm, trong một lần kéo đường dây điện ra để nối với máy bơm nước làm công trình, không may đường dây điện lưới bị đứt, quấn vào cổ anh Hùng. Một lúc sau, anh thấy dây điện vẫn đang quấn trên cổ mà chỉ thấy hơi tê tê. Anh Hùng lấy bút điện để thử thì đúng là dây có điện. Từ đó về sau, đã nhiều lần anh dùng tay cầm vào điện để kiểm chứng thì đều không bị điện giật. Đã mấy năm nay, mỗi khi sửa đường dây điện hay bất cứ thiết bị gì, anh đều không cần ngắt cầu giao điện mà làm bằng tay trần. Để minh chứng cho khả năng này của mình, anh lấy một nguồn điện 220V, phích cắm, một đoạn dây và một bóng đèn. Anh lần lượt bứt đoạn dây điện có bóng đèn ra rồi cắm vào ổ điện, nối dây để bóng đèn này có thể sáng bằng đôi tay trần. Khi chúng tôi dùng bút điện thử vào cơ thể của anh thì bút điện đều sáng. Anh Hùng còn ngậm luôn cả sợi dây đang cắm có nguồn điện 220V mà không hề bị điện giật. Đến nay, anh Hùng vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có khả năng đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, anh cũng không muốn đi kiểm tra mà luôn sử dụng tài năng đó của mình để giúp bà con hàng xóm sửa điện. Điện đủ 220 là không giật. Là không giật. Điện 220, điện bình thường thì nó không giật. Rất là vào người nó không giật thì nó không giật. Thấy nó biết được nguồn điện bố đó, vẫn biết được. Vẫn khả thường, nhưng điện bố lập của người ấy.